Chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một loại phân bón lá hữu cơ cũng rất là tốt cho cây trồng, đó là sản phẩm Calibor. Thì thành phần chính của cái loại phân bón lá này đó là hai nguyên tố, thứ nhất là canxi, thứ hai là bo. Nhưng mà hai nguyên tố này thì nó được hình thành ở trong cái sản phẩm này dưới dạng đó là hữu cơ, thì nó sẽ có một số cái ưu điểm rất là hữu ích cho cây trồng. Và bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của các dung tích của sản phẩm Calibor này. Các bạn có thể thấy được đó là cách thứ nhất đó là chai 1 lít nè, can 5 lít cũng có, và cái thùng 20 lít cũng có. Và hiện tại thì sản phẩm Calibor này cũng có dạng chai nhỏ hơn là 500 ml nữa các bạn ha. Và như ở đầu video mình đã chia sẻ thì sản phẩm Calibor này á thì nó có hai phần chính, đó là canxi và bo hữu cơ. Thì khi mà một sản phẩm phân bón lá các bạn nó có những thành phần này á, thì khi chúng ta phun lên trên tán lá đó thì những cái dung dịch phân đã pha lẫn với nước nó sẽ rơi xuống đất, thì đồng thời nó cũng giúp cho cái đất chúng ta hạ phèn các bạn ha, giảm mặn, giảm ngộ độc hữu cơ, vân vân. Về cái công dụng của anh canxi với anh bo thì anh có rất là nhiều công dụng, nhưng mà để cho các bạn dễ nhớ, các bạn nhớ giúp mình đó là canxi nó sẽ đóng một cái vai trò rất quan trọng trong thành bắt tế bào, nó làm cho cây chúng ta cứng cáp hơn, chống đổ ngã, chống sâu, chống sự xâm nhập của sâu bệnh và nấm bệnh. Bên cạnh đó, một cái chức năng cũng rất là quan trọng của canxi đó là giảm cái hiện tượng mà rụng trái non trên cây trồng. Thì như các bạn đã biết á, cây trồng của chúng ta nó cũng có cơ chế đó là rụng trái sinh lý. Nhưng cái hiện tượng này nó xảy ra và nó chiếm số lượng cũng rất là ít thôi. Nếu mà vườn nào mà chúng ta bị rụng trái non rất là nhiều thì chắc chắn là sau này cái vườn đó sẽ bị ảnh hưởng và năng suất rất là cao. Thì canxi sẽ đóng một vai trò sẽ giúp cho cái trái của chúng ta nó vững chắc hơn, nó không có hình thành tầng rời, từ đó nó sẽ giúp cho cái trái chúng ta chống được hiện tượng rụng trái. Đồng thời khi mà có nguyên tố bo các bạn thì phối hợp với canxi này á, thì chúng ta sẽ phun ở giai đoạn là trước khi hình thành trái để chúng ta tăng khả năng hình thành trái nè, tăng khả năng đậu trái nè, và đồng thời là giảm thiểu tối đa luôn cái hiện tượng rụng trái trên cây trồng. Từ đó thì năng suất vườn chúng ta nó sẽ tăng lên. Thì cái dụng ý chính của mình ở trong cái việc mình chia sẻ ở video này đó là cái vai trò rất là quan trọng của canxi và bo đối với cái giai đoạn mà chúng ta hình thành trước khi hình thành trái rồi ha. Chúng ta cố gắng bổ sung cho cây trồng chúng ta đầy đủ cái lượng canxi và bo, đặc biệt là canxi và bo ở dạng hữu cơ thì rất là tốt, từ đó sẽ nâng cao được năng suất cây trồng. Và đây là một số cái hình mình bổ sung thêm và những cái biểu hiện mà cây trồng thiếu canxi. Ví dụ ở trên hình thì các bạn thấy là cây thì sẽ có màu thiếu canxi á, thì cây sẽ lá cây sẽ màu đậm hơn nè, cái chồi non nó ra thì nó sẽ mất màu xanh, nó cong và nó chết dần ở chóp lá và mép lá, cuối cùng đó thì chồi đòn ngọn nó cũng chết luôn. Và trên màn hình của các bạn đó là cái biểu hiện của việc thiếu canxi cũng xuất hiện trên lá già. Vì canxi là nguyên tố trung lượng các bạn ha, đều biểu hiện ở cả lá non và lá già luôn. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm Calibor cũng giống như là vai trò của kali và bo đối với giai đoạn mà chúng ta làm trái. Đây là hết, thì xin